Đứng im đó. Ai cho Rốt ngồi xuống? Hử? Ai cho con ngồi xuống? Đứng lên. Đừng thẳng im á. Vòng tay lên, giơ hai tay lên, vòng tay lên. Đừng thẳng, giơ hai tay vòng lên. Giơ tay lên, giơ hai tay lên. Hử? Hư quen đi, suốt ngày là đi chơi không à. Sao không đi chơi nữa, nghe không Rốt? Nghe chưa? Cà rốt, Rốt đây. Cà rốt quay sang đây. Rốt quay sang đây. Lần sau không hư nữa, nghe không? Nghe không? Đứng rung là đi chơi, suốt ngày là đi chơi thôi. Hửa cái là đi chơi không à. Cà rốt ơi, quay thằng đây. Men sang đây, đi sang đây. Suốt ngày con đi chơi không ấy. Sao không có đi chơi nữa, nghe không? Sơ thử cục mà. Đi sang đây. Này này. Rốt. Đi sang đây. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ừ, sao? Đưa bắt tay nhanh lên. Tay đâu? Lần sau không đi chơi nữa, nghe không? Không có đi chơi một mình nữa, nghe không? Đuổi tay. Nhanh lên. Chốt đuổi tay, bắt tay nào, nhanh lên. Cà rốt nhanh lên, bắt tay nào. Không có xin lỗi gì hết trơn á. Sao không có đi chơi như vậy nữa, nghe không? Ngồi xuống. Rồi bắt tay nè. Bắt tay nhanh lên. Ừ, bắt tay. Cà rốt rồi. Ừ, bắt tay. Không có nình như vậy, nghe không? Sao không có đi chơi như vậy nữa, nghe không? Chơi vậy nó là đánh, nghe không? Không. Bắt tay nào. Nhớ con cừu ra mà sợ là đi chơi không à.